con cái đâu hết rồi? Đâu có, con mẹ là vợ nè. À, có con mà nó nghe. Có con mà nghe lời vợ, không lo cho hai ba mẹ. Một ngày mà bán vé số là mấy giờ tới mấy giờ? Cứ mấy giờ về, sáng bán tới mấy giờ về? Cứ trưa về hả? À? À, bán hết đóng vé số này rồi về. Một ngày bà bán bao nhiêu tờ vé số? Dạ, 100 tờ. Một ngày là được bao nhiêu tiền? 100 ngàn. Rồi một tháng 1,7 triệu tiền nhà luôn rồi sao trả cho đủ? Ăn hà tiện. Là sáng mua là mua bó rau, hai cái trứng nhà hột vịt nữa là ăn là xong bữa. Rồi đi làm, đi bán. Rồi bà bị bệnh gì mà bà chống gậy đây? Dạ. Dạ. Bị té rồi cái chân đi không được nên giờ chống gậy đi bán vé số. Bà có muốn ngồi xe lăn không? Ngồi xe lăn đi không? À, là không có ai đẩy đi. Ổng cũng già rồi nên là hai người là tự mưu sinh, tự đi chia ra mà bán đúng không? Ngày bán bà đi được bao xa? Đi vòng vòng. À, đi vòng vòng ở xung quanh đây. Bị mất hoài à, không có giống. Hả? Bị nó lấy số hoài à, không có giống. Bị nó giật á hả? Giật bao nhiêu lần rồi? 4-5 lần rồi. À, là đi già quá cầm đi cái nó giật đúng không? Nó mua rồi nó lặn luôn. Nó mua rồi nó lặn luôn hả? Gì mà ác thất đức với trời, già cũng không tha nữa. Bị ở đâu? Bị ngay chỗ cầu ốc. Bị ngay chỗ cầu ốc, tự đây. Kêu đâu có nổi. Kêu không nổi. Mà mấy tụi trẻ này là già lớn tuổi rồi. 40 mấy tuổi mà ăn cướp của một bà già vậy. Ăn nhở gì thất đức chứ bà. Rồi mấy cái lần đó bà ghi báo công an không? Ra la quế rồi khóc chứ thôi hả? Bà la quế ở đâu bà? Quảng Ngãi luôn hả? Bà Quảng Ngãi ở đâu? Con cũng Quảng Ngãi nè. Cẩm Thành. Cẩm Thành là huyện nào? Tư Nghĩa. Tư Nghĩa à? Con cũng Tư Nghĩa nè. Nhưng mà đâu có xã Cẩm Thành nào đâu, con ơi. Ở ngay trước chợ Quảng Ngãi á. À, chợ Quảng Ngãi, bây giờ lên thành phố rồi. À, chắc lâu quá bận về đúng không? Có năm rồi chưa về quê. Bây giờ về con cậu cháu nó vô đây mình nuôi nó được. À, là cháu vô đây thì mình nuôi nó nhưng mà giờ về thì nó không nuôi lại. Bà có muốn về quê không? Con phụ. À, ý là nếu bà về thì con phụ tiền xăng tiền xe cho bà về, tiền xe mua xe khách rồi xe mua vé cho bà về. Về không nổi nữa. Trước kia là có tiền á, thì kêu là cô về ở với tụi con. Bây giờ không có tiền nữa thì nó nói là về nhà chặt chội quá. À. Ông có khỏe không? Ông có bệnh gì không? Bệnh hả? Bệnh cái nằm ở nhà thương Nguyễn Trãi. Dạ. Bây giờ là khỏe rồi, đi bán vé số được đúng không? Chỉ buồn cái là con cháu nó không có lo cho mình thôi. Giờ hai giờ chồng già thì mua bán vé số ngày được bao nhiêu thì mình ăn uống bấy nhiêu. Ăn uống thì mấy chục ngàn. Không? Uống ngày mấy chục ngàn. Sáng ra mua bò rau. Dạ. Làm gì anh về bỏ đồ ăn. Dạ. Ăn đi hả, thì ngày ăn cả nhà.
Một ngày giờ trưa bán này trưa vàng cái gì? Trưa vàng. Đồ ăn với ăn đồ ăn là mua cái gì? Mua rau với hai cái hộp vịt chứ hả? Ăn với mà sao có sức mà đi? Rồi hai vợ chồng già ở nhau rồi có ai chăm sóc gì không? Có ai? Dạ có cô con gái á, có chồng này con biết làm năm không minh mẫn có nghĩa là khờ khờ đúng không? Thì cô nhưng mà cái tay chân này cô làm việc được nên là cô phụ. Dạ, cô phải trái cũng phải làm mấy sáng trời để đi nhà nhờ cô đỡ. Là có nghĩa là cô mấy nay tháng này cô té cô nằm một chỗ ở nhà à, là bà té à, nhà cô có chăm sóc cũng đỡ à, muốn tìm bà là tìm ở đâu? Nhà cái chung cư cũ cũ đó hả? Bà tên gì? Bà tên gì? Bà tên Bảy hả? Bà à, là tới cái chung cư đó hỏi bà Bảy bán vé số người ta biết đúng không? Rồi gần hết năm rồi tới Tết tới rồi hai vợ chồng ăn Tết sao? Cũng đi bán vé số chứ thôi hả? Chỉ mong người ta mua sớm rồi về nghỉ nằm nghỉ chút thôi chứ mệt quá đi không nổi. Chiều lấy vé số rồi đi nữa, lấy vé số ở đâu? Đại lý gần đó không? Là ai chở đi nè, đi bộ tới. Là bao lâu nay là con trai không chăm sóc gì hết rồi? Đau té chứ mà gọi nó cũng không chịu về nữa. Nếu mà có người chăm sóc kỹ thì chân cẳng có lành lặn rồi, không có chống gậy đi đúng không? Do thiếu người chăm sóc nên là cái chân giờ nó bị yếu. Bà tính bán vé số được bao lâu nữa chứ chân cẳng yếu quá rồi giờ sao? Là mình tự lo cho mình chứ không ai lo hết. Tóc là bạc phơ hết rồi. Tuổi bà là nhiều người giờ là ăn ở với con cháu là sống đùm đều què hết rồi chứ không có còn đi mưu sinh gì nữa đâu. Kê cái này vô cho nó em đúng không? Ngồi đếm xem sáng nay bán được mấy tờ hả? Đếm xem sáng nay bán được bao nhiêu tờ đúng không? Thôi con có nhiều tiền con gửi bà ít tiền đó bà có gì mua rau mua đấy bà ăn nha bà bọc đi rồi có gì đó thì mua rau mua đồ ăn nha chúc bà sức khỏe nha có gì đó thì nếu mà muốn về quê á, chơi á, thì con mua vé xe vé tàu về cho về dạ. Dạ. Rồi bà đi bán đi bà. Đi cẩn thận nha chứ đi từ từ thôi chứ té nha. Giờ mà té xuống là không ai lo nữa đâu đó. Bán tranh thủ trưa về ăn cơm cho khỏe nha bà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi cẩn thận nha. Tám mươi bốn tuổi còn đi bán vé số rất là thương nha mọi người. Mọi người đi ngang qua khu vực mà Sư Vận Hạnh Hòa Hảo đó, thấy cụ Bảy bán vé số thì ủng hộ cho cụ vài tờ đi, bé cụ về cụ nghỉ ngơi nha. Mong ước của cụ chỉ là bán sớm về nghỉ ngơi thôi mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Hẹn mọi người trong clip tiếp theo.